Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cho rằng mức án 3 năm tù là quá cao, nhưng bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã không kháng cáo. Bất ngờ hơn, tại phiên phúc thẩm, dù không thuộc diện xét giảm án, bị cáo vẫn được tòa chấp thuận sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên giảm 3 tháng tù. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Với hành vi lăng mạ phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã phải trả giá bằng 3 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm tháng 9, 2023. Bị cáo Hằng khai lúc đầu không nhận thức được vi phạm vì bị cáo đã livestream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì. Tới khi bị bắt, bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng. Về lý do lăng mạ các cá nhân trên, bị cáo Hằng cho rằng do bị kích động khi hàng trăm người công kích bị cáo nên thấy bức xúc. Tại phiên tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vi Oanh không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bị cáo xin lỗi công khai tại tòa. Bị cáo Hằng đã từ chối yêu cầu trên và nói, một lời xin lỗi không phải là vấn đề. Bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước, chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả. Bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi. Khi bị tuyên án 3 năm tù, bà Hằng tỏ ra mất bình tĩnh và suy sụp. Tưởng rằng bà này sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không, bà chấp nhận mức án mà tòa tuyên và nhanh chóng đi thi hành án. Trong khi đó, các đồng phạm là Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước phiên phúc thẩm diễn ra, bà Hằng làm đơn xin xét xử vắng mặt nhưng không được tòa chấp nhận. Sau đó, bà Hằng bị di lý từ một trại giam ở Bình Dương, nơi bà đang thi hành án, về trại tạm giam T30, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử. Được dẫn giải tới phiên phúc thẩm, bà Hằng tỏ ra vui vẻ, luôn nở nụ cười và ôm chầm lấy hai nữ nhân viên của mình là Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Tại phiên tòa, bà Hằng bày tỏ sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất, bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo. Hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình mà ở phiên sơ thẩm không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công. Khi bị cáo ra tòa, các luật sư, tòa án chỉ xoay quanh tội mà không xem xét đến công của bị cáo, bà Nguyễn Phương Hằng nói. Sau khi luật sư Hồ Nguyên Lễ trình bày về việc dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo nhưng bị cáo đã nộp đầy đủ án phí và bồi thường về thiệt hại, theo luật sư đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới. Vì vậy, luật sư Hồ Nguyên Lễ đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 điều 157 sửa bản án sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng để bị cáo sớm trở về sum họp với gia đình. Khi được hội đồng xét xử yêu cầu trả lời có hay không việc đã khắc phục hết hậu quả của vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng nói, dù bị cáo không kháng án, nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm, bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, công dân tốt của xã hội. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo dù một ngày, một tháng, bị cáo cũng thấy hạnh phúc. Xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Trước đề nghị này của bà Hằng, hội đồng xét xử giải thích, chỉ khi bị cáo có kháng cáo thì hội đồng xét xử mới xem xét việc giảm án hay không. Tưởng rằng với lời giải thích này, bà Hằng sẽ phải tiếp tục thi hành bản án 3 năm tù. Thế nhưng khi tuyên án, bất ngờ, hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới video để mọi người cùng biết nhé! Bị cáo Quân cho rằng, bản án 2 năm 6 tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng, còn các bị cáo khác xin được hưởng án treo. Cáo trạng thể hiện bị cáo Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người, gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai rằng những thông tin bị cáo nói trên livestream là do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Các buổi livestream của bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 2021 đến tháng 3 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3, 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý,
bà thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Ngoài ra, bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của một số cá nhân như ông Nguyễn Đức Hiển, Võ Nguyễn Hoài Linh, Huỳnh Minh Hưng, vợ chồng ca sĩ Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà, Đặng Thị Hàn Ni trái quy định của pháp luật. Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội. Trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân là những người giúp sức cho bà Hằng thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để bà Hằng livestream và đăng tải các bài viết của bà Hằng lên các mạng xã hội theo chỉ đạo của bà Hằng. Trước đó, khi tự bào chữa cho mình tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm hôm 21 tháng 9 năm ngoái, bà Hằng đã bật khóc tại tòa. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai đã nhận thức được hành vi của mình vô tình xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Tuy nghẹn ngào trần tình về việc mình bị xúc phạm nên mới có những phản ứng gay gắt đối với một số cá nhân, nhưng lần nữa bà lại khẳng định cái giá mình phải trả là quá đắt. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét việc bà không hề thu lợi gì trong việc làm của mình, đồng thời mong được tiếp tục thực hiện quỹ mổ tim hằng hữu, cũng là tâm nguyện của bà và gia đình bấy lâu nay. Phiên xét xử hôm đó kéo dài đến hơn 20 giờ mới kết thúc. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, bản án dành cho bà Hằng là đúng người, đúng tội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.